có may. Yeah, tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Feel like we're with you, baby. Còn gì đâu xa hoa, đây là phút giây mình cho em nghe bài bản tình ca. Yeah, yeah. Là một nước ngôi sao là pha tỏa sáng cho riêng mình. Anh và em sẽ không thật xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sẽ có khúc mắt đường tình phóng ba. Chỉ cần một sự có hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa một làn, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cũng cả mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung chỉ riêng, cho một cung chỉ riêng. Yeah, yeah, yeah. Mọi người ơi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một hot boy rất là đẹp trai, được mời tới từ NASA để làm mẫu cho mình nè. Xin chào mọi người đi. Rồi, lấy chị cái áo đầu tiên đi. Đây, giới thiệu với mọi người. Đây là cái áo rất là sặc sỡ và tên của nó là Vườn Bông Thập Cẩm. Mặc cái áo này thì mọi người sẽ rất là nổi bật trong đám đông luôn. Giá của nó là 200k. Các ai chốt 200k không nè? Cẩm Kiêu Kỳ. Ý, Cẩm Kiêu Kỳ chốt đơn rồi nè em. Mua cho người yêu. Dễ thương quá. Cẩm Kiêu Kỳ đấy em, nhớ nha. Rồi, lấy cả khác nè. À, cái này là cái gì ta? Nào, bây giờ hoặc không bao giờ. Đây, thử coi. Bạn nào mặc áo này nè. Cái áo này, ai mặc cũng được nha. Mập thì mặc vô nó sẽ căng, ta thấy xấu múi nha. Còn ốm thì mặc rất là thoải mái cho mình nè. Mặc áo rộng như vậy nè. Rất là thoải mái luôn. Đây, đây là cái áo màu tím. Mình gọi là gì ta? Màu da u nếp cẩm nè. Trời, mấy người mà có body trời, mặc đẹp lắm nha em. Nếu mà ai mà thấp thấp như chị á thì sẽ mặc thành áo đồng luôn nha. Đó, thấy chưa nè, mặc tới đầu gối luôn nè. Quái ơi, quái. Trời, nó coi mày làm gì giật ngược giật xuôi hả? Hết hồn chút xíu tao đổ dầu vô mắt tao, rằng mắt tao thành độc nhãn long rồi đó. Dạ. Con cho ngoại coi cái này nè ngoại. Để lấy gió vô đi, bớt chút xíu coi. Vô chứ ngoại, vô chứ ngoại. Không dám thọt tay vô, lát coi chừng toàn ten luôn dưới đây thôi. Không, không, chuyện gì nói đại đi, chuyện gì. Con cho ngoại coi cái này nè. Có gì? Anh hai á, anh đang live stream bán hàng online trên mạng á ngoại. Ngoại nhìn nè. Đưa coi coi. Phải nó không? Đúng rồi đó ngoại. Sao làm gì hôm nay cái mặt nó dày giống như đeo về con trái vậy? Trời ơi, ảnh làm như vậy á để cho người ta không phát hiện ảnh á, mà đâu có qua được mặt con đâu. Con bằng mở ra nha mọi người. Màu này dồn thấy tướng tá là biết nó rồi. Cái thằng này sao tối ngày hát hò nữa, dồn lấy chim lấy gà gì tùm lum tà la. Tao bị lâu đậu gì đây cho tao biểu coi. Bà khoan, không được đâu ngoại. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này á mình không cần phải ra mặt để giải quyết. Con có cách này hay lắm nè ngoài. Cách gì nói nghe coi. Bây giờ mình mua không được thì mình phá cho hôi. Hôi cỡ nào? Ô, người mẫu tháo mặt nạ ra là mua một lần 200 cái luôn kìa. Em, chơi luôn em. À cái này hả, cái này màu vàng, đây này. Ô, cái này mặc rất là tôn da nha mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay nhân một dịp đặc biệt là có người mẫu từ NASA xuống, cho nên mình sẽ sale sập sàn luôn. Coi kìa. Ê nè, bánh nè, ăn đi mấy đứa. Ăn đi rồi còn lấy sức mà suy nghĩ, tìm cách để mà gỡ cái chuyện này, nghe chưa? Để đó ông suy nghĩ coi ông thấy được cái gì rồi ông giúp cho. Ăn đi. Tâm trạng đâu mà ăn nội ơi. Trời ơi, thì cũng ráng đi chứ. Nè, ăn một miếng đi. Chứ gì đâu mà thanh niên trai tráng mới cái chuyện có chút xíu à. Mà cái mặt đã bí xị như vậy rồi. Ăn đi cho ông vui. À. Đâu mới có khó khăn chút xíu nản chí anh hùng rồi. Thiệt luôn á. Sao mà làm việc lớn được, đúng không? Hạnh ơi. Dạ chào ông hai. Qua đây làm chi con? À, dạ con qua đây kiếm Hạnh. À kiếm Hạnh hả? Hạnh nó mới đi ra ngoài chút xíu á, nó về liền à. Ngồi đây chờ nó đi con. À thôi vậy thôi, con ở đây ngồi chơi chút xíu, đợi Hạnh luôn nha ông hai. Lát Hạnh nó về liền giờ. Ăn bánh nè. Dạ. Ủa anh Thắng về Đức cũng ở đây nữa hả? Ừ tụi anh cũng mới qua. Chị
Kìa ăn đi, buồn hoài vậy trời. Ủa mà sao mặt Đức bí xị vậy anh Thắng? Còn ai biết không? Sao mặt ba người bí xị luôn vậy? Có chuyện mới bí xị chứ, không có chuyện sao bí xị. Tại vì bây giờ là chuẩn bị sắp tới là phải làm cái mini concert của Đức nữa, mà đâu có tiền đâu, cho nên là cái mặt cứ vậy hoài á. Gì vậy? Sao không nói? Nói gì? Không có tiền mà không nói. Không nói em. Ủa là sao? Là sao con? Không giấu gì, là em cũng có một số ít tiền nhưng mà chưa có dùng tới. Rồi, cái ý của em là em cho Đức mượn tiền. Cái gì? Là bây giờ là em có số tiền là em tính cho Đức mượn tiền thiệt hả? Dạ. Ăn bánh nữa đi con. Cảm ơn. Cảm ơn Dung nhiều nha. Không có gì. Nhưng mà... những gì? Ngại quá. Gì đâu ngại. Chuyện của Đức cũng như là chuyện của Dung. Đúng rồi đó, mình bạn bè với nhau không mà. Dạ. Mình thấy ai mà có ước mơ cái gì thì mình chấp cánh ước mơ cho người ta bay cao đúng không? Trời ơi Dung dễ thương quá à. Cảm ơn anh. Thì Đức cảm ơn Dung nhiều nha. Khi nào mà hoàn thành xong cái concert á là Đức sẽ trả tiền cho Dung liền, cả vốn lẫn lời luôn. cho ông nhìn chút xíu. Nhìn gì á ông? Con có cánh không? Nó giống thiên thần. Nó bay từ trên trời xuống, nó cứu vớt đời của con Đức. Trời ơi. Con như là một thiên thần, một cô tiên vậy đó. Ủa kỳ vậy? À. Con giúp Đức chứ bộ giúp ông mà làm gì ông hai vui dữ vậy ông hai? Đức giống như con cháu của ông. Mà con cháu của ông được cái gì đó vui vẻ thì ông cũng phải vui theo chứ. Ừ. Đúng không? Dung, nhưng mà không ấy bây giờ mình ăn bánh xong mình đi rút tiền liền có được không? Đâu có được. Sao vậy? Bây giờ em là dân làm ăn, tiền bạc của em á em rút là phải đúng ngày đúng tháng. Ngày xui rút không có được, tiền nó ra. Ủa có vụ đó nữa hả? Dạ. Vậy khi nào rút được? Để coi. Dần thân. Ê. Chừng nào? Mai. Mai hả? Dạ. Trời ơi, mai cũng được nữa. Trời ơi, thiệt cảm ơn em nhiều nha. Cái chữ mai nó đi liền với là sự may mắn luôn. Đúng rồi. Bây giờ vậy, ông có ý kiến gì? Dạ, kinh dạ. Nghiệm. Mai á, ông Dung nó đi lãnh tiền, hai đứa đi theo ha, bảo vệ nó ha. Dạ. Mà đường đâu biết được trộm cướp mà. Đúng không? Rồi. Cho nó an toàn. Dạ. Nội đã cứu con một bàn thua trông thấy rồi đó Hạnh ơi. Dung. Ủa ông ngoại? Ừ. Ông ngoại qua nhà con có gì không? Nói chung là ông ngoại đi ăn cái đám thổ nâu nhạc sập xịn đắng còn á. Ông ngoại đi qua con cũng có chuyện sẵn tiện. Có cái chuyện này ông muốn nói với con. Ông ngoại nói đi. Sao ấp ấp úng vậy? Nó là vậy. Ông biết là con sắp cho Đức mượn tiền phải không? Ủa sao ngoại biết hay vậy? Chuyện gì của ông Đức với con ông không biết, nhưng mà giờ ông nói như vậy tiền của con giữ, con đừng có đưa cho ông Đức nghe không. Ông Đức mà nó có số tiền rồi, nó lên thành phố nó sẽ tổ chức ca nhạc hát sướng ở trển, xong xuôi rồi nó cưới vợ ở trển luôn. Nó quyết định thì nó không có cưới gái quê, nó cưới gái thành. Hôm nó có dắt về một con tôi nói cao ráo chân dài lên tới sái thượng luôn đó. Mày cũng ngoại. Ngoại nói thiệt. Cưới vợ luôn hả? Ừ. Bây giờ vậy tiền con giữ nghe không, con suy nghĩ con đừng cho nó mượn nghe không, cho nó mượn làm chi nghe. Lúc đó là chuyện này chuyện kia không được như ý con, lúc đó con phiền con trách ông mà sao chẳng biết mà không có chịu nói cho con hay nghe. Mà bây giờ con làm chuyện này giống như là ông nghĩ là giả tràng xe cát thôi con, không có được gì hết đó con, xin lỗi nha. Alo Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang có công chuyện, mới đi ăn đám thâu nâu về nè. Ông qua nhà tôi liền nha, tôi cần gặp ông gấp, để lên, tôi đợi đó nha. Ông ở nhà ông hay là bên chỗ thâu nâu? Cha vô duyên, có chuyện chưa gì hết, tôi cúp máy. Chuyện gì ta? Rồi thôi, tôi con vô nghỉ đi ha. Ông có công việc rồi, không đi không? Rồi. Dung. Ông nè, cho ủa, con nghe. Mới uống xong mà. Trời đất ơi. Đâu có kêu thêm đâu. Cái này là ông khuyến mãi cho con.
ông thấy con tốt với bạn bè quá, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Ông quý con lắm. Con nói giúp thì giúp vậy thôi. Chứ thì sao? Nè, đã hứa giúp là phải giúp cho trót nha. Chứ đừng như con bướm đậu, con bướm bay nha. Con biết không, hồi xưa đó hả, coi như là bà nội con Hạnh á, là coi như giúp ông hả, cho ông mượn một chiếc cà rác có chút ép thôi để làm vốn mà ăn á. Ủa, là cho ông mượn một chiếc cà rác luôn hả ông? Ừ, đó, thì phải nhờ cái chuyện đó cho nên mới đẻ ra tía của con Hạnh rồi mới lòi ra con Hạnh đó. Con cái chiếc cà rác có chút ép thôi mà ông nhớ bà nội con Hạnh cho tới hết đời luôn á. Con cho thằng Đức mượn một nửa cái gia tài hả, bảo đảm nó nhớ cô từ kiếp này sang kiếp khác luôn á. Uống đi, uống đi lấy sức á, ngày mai đi rút tiền rồi đầu tư cho người ta. Nói gì nói, người ta cũng đã thuộc về con rồi hen. Thôi ông đi nha. Về con luôn hả? Đó, coi phim Hà Rầm giờ nói hi như là phim luôn. Ông hai nói cũng có lý chứ bộ. Nhưng mà nếu như đúng như lời ông ngoại nói á, thì mình cho mượn chẳng khác nào mình thành công giả tràng thì sao? Nhưng mà nếu không cho mượn thì mình sẽ trở thành một người thất hứa, như con bướm đậu rồi lại bay hả? Phải làm sao đây ta? Ủa Dung, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tìm Đức hả? Dung khát nước không? Đức lấy nước cho Dung uống nha. Thôi Dung uống đâu. Hay là ăn trái cây. Đức đi gọt trái cây cho Dung. Thôi, ăn. Nhà Dung bán trái cây mà muốn ăn thì gọt ăn thôi. Sao vậy? Hôm nay đổi ý rồi hả? Đi rút tiền sớm rồi đem qua chức đúng không? Đừng có mơ. Dung có chuyện này muốn hỏi Đức. Nhưng mà Đức phải trả lời thành thật nghe chưa? Thành thật. Theo Đức thì con gái thành phố có đẹp không? Có. Có. Thấy chưa? Nhưng mà biết ngay mà. Nhưng mà không có đẹp bằng Dung. Thôi. Dung không có cho Đức mượn tiền nữa đâu. Dung, có hiểu lầm gì rồi đúng không Dung? Không hiểu lầm gì hết đó. Sao vậy? Dung á, thà là một con bướm thất hứa chứ không bao giờ làm con giả tràng giỏ hơi. Là sao? Dung, cái gì mà giả tràng? Con bướm nói gì vậy? Dung dạ thôi mà ông, con biết á là ông rất là lưu luyến bé heo, nhưng mà bây giờ coi như là ông chấp cánh ước mơ cho em Đức đi. Dạ cái này á là ông coi như ăn uống trần tiện, nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm trời mới để dành được á. Mà thương con cháu quá đi, cho nên ông muốn giúp đỡ thôi. Dạ. Nó cho, thấy không? Dạ. Cho nên là sau này mà có ca hát, mà có nổi tiếng rồi đó, có tiền có bạc rồi đó, còn ráng mà kiếm người tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa mà lấy làm vợ nghe chưa? Dạ. Nghe. Trời ơi. Thôi mà ông. Đó, nhớ nghe chưa? Con cảm ơn nội. Con không ngờ là nội hy sinh con heo này cho con luôn á. Ông. Ông nói là con heo này là ông để dành lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi, trời cầm nặng mỗi tay luôn. Vậy chắc là trong này nhiều tiền lắm á. Trời ơi, tiền quá trời tiền luôn. Ủa ông, là ông nói là ông đã dành biết bao nhiêu lâu là mới được như đây hả? À đúng rồi. Trời ơi, có bữa bỏ vô 2.000, có bữa bỏ vô 3.000, có bữa ít quá bỏ vô 1.000 đó con. Tất cả những gì mà ông dành dụm là ông tặng hết cho con á. Sao mà tiền lẻ không vậy nè? Ê, còn có tiền rách nữa nè. Hai người làm cái gì vậy? Nội, sao nội đập con heo? Không, nội đập con heo đâu. Nội đang bán cà phê, cái tự nhiên thấy hai cậu này á qua uống cà phê, cái nội nhờ hai đứa nó vô khiêng dùng cái tủ kê lại cái tủ á. Cái tự nhiên cái nó làm rớt con heo bể đang ngồi dán lại nè. Đúng rồi. Dán. Vậy hả? Dán đi con. Dạ. Nội,
Hay là nội đi vô nghỉ đi, để con ở đây con coi hai anh dán cho. Ồ dạ. Ở đây ra nội, rồi ra coi 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 bán cà phê nha. Dạ. Dạ. Mấy đứa đây dán nha. Dạ dạ dạ. Để dán dán cho đẹp nha. Dạ. Trời ơi. Hồi nãy em không biết á, lúc mà anh vô anh phụ trên cái tủ á, rớt con heo xuống, xém cho nó dập chân của anh luôn. Giờ dán đi. Đi dán đi. Xong. Trời ơi, nãy giờ dán muốn đuối luôn á. Hạnh hạnh hạnh, em thấy tụi anh có năng khiếu ra chưa? Trời ơi, dán con heo xong á nhìn y như mới luôn. Không biết là nói gì nữa luôn á. Đẹp á, mà em thấy hơi kỳ. Sao kỳ? À, thì nó hơi lủng củng bố cục chút. Nhưng mà em thấy á, bể rồi thì mình mua con heo khác đi. Dán chi mất công, vừa xấu mà vừa cực nữa. Bà cố tình chơi tụi tôi đúng không? Con gái con lứa gì mà xấu tính gì vậy? Ai xấu tính? Ông xấu tính thì có. Hai người á định lợi dụng cơ hội qua mặt tôi hả? Đâu có dễ, tôi đây biết hết trơn á nha. Ba bà cái gì? Ông đúng là không có gì làm, về đây á hả? Đòi tiền của ngoại liện, vụ tiền của bạn thân tôi rồi bây giờ định lấy tiền luôn của ông nội tôi hả? Ông đúng là không có làm tôi trọng mà. Bà vừa phải thôi nha. Tôi thích nói đó thì sao? Bé heo hả? Ôi, bé heo. Cảm ơn đi con, cảm ơn hai anh đã tốn công tốn sức dán con lại á. Trời ơi. Thôi anh đi về luôn nha. Về nha bé heo. Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa, bao đêm lắng trong tim. Tình mình cho ly cà phê uống không nội? Nói thiệt với ông nha. Gì? Tôi chưa thấy ai có người bạn nào mà giữ ông ở trơn trời. Sao hả? Thấy bạn mình đang buồn hiu buồn hắt vậy á, không tới an ủi. Đã vừa qua đây còn hành hạ bắt pha cà phê rồi còn hát hò nữa. Mệt. Tôi thấy ông tôi mắc cười quá ông Cự ơi. Gì mắc cười? Ông Dung nó không cho thằng Đức mượn tiền, ông nhảy vô làm chi vậy? Nhảy vô chi, ông gánh chi rồi giờ cái ông than ông thở. Con cháu mình nó đang gặp khó khăn, phận làm ông làm cha thì phải giúp đỡ con cháu thôi. Ê trời ơi, nghe Hà Bá nhập ông ha, sao nay ông nói nghe ngon hả? Ông mắc cái mớ gì mà ông cản đường tụi nó vậy? Ông kiếm chuyện tụi nó chi vậy? Cản đường sao không cản đường? Nếu ông thấy thằng Đức tốt vậy sao ông không rinh về làm cháu rể đi? Tôi thấy thằng cháu tôi cũng đâu đến nỗi nào tệ đâu. Nhưng mà con Hạnh nó không có chịu thằng Đức. Sao không? Sao không biết? Trời đất ơi, ông mà cho hai đứa nó lấy nhau về nhà hả? Nó cãi lộn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, nó chịu nổi không? Cãi lộn gì kệ nó, miễn sao á ông có cháu cố, còn tôi cũng có cháu cố luôn là được rồi. Thôi đi. Bây giờ thằng Đức nó chưa nổi tiếng hả thì không sao. Sau này mà nát hay á, được bà con ủng hộ nó, fan nó nhiều quá, rồi nó cho con cháu tôi ra liền sao được? Ông xong lo xa quá. Lo cho bò trắng răng, lo cho ngựa súc móng. Trời ơi, lo cho heo không đẻ được nhiều con. Nè, tôi nói ông biết nha. Vậy? Nếu mà có chuyện đó xảy ra, nó không có vượt qua khỏi vòng tay của tôi đâu. Tôi quýnh nó phù mỏ, cái mỏ nó sưng dù, giống như heo nái, làm gì nó đi hát được. Ông yên tâm đi, cháu gái của ông cũng bị sức mẻ gì đâu mà ông sợ. Bây giờ vậy nè, cứ bình tĩnh, để cho tụi nó từ từ ráp mí với nhau. Hiểu chưa? Cản đảng hoài à. Qua lẹ lên đi. Chờ chút. Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể. Chuyện gì vậy hả? Tôi đang pha cà phê ông hát làm chi rồi tôi quản cái tôi bỏ trái chanh muối vô cà phê nè. Trời đất ơi, nào giờ có quân nào mà uống chanh muối với cà phê đâu. Thì đó, thiệt là tệ à. Bực mình thiệt chứ. Tất cả mọi chuyện cũng do Hạnh không à. Trời ơi, nãy giờ là ngồi suy nghĩ chuyện Hạnh hả? Bực hoài. Bực rồi có giải quyết được vấn đề không? Chứ giờ sao giờ? Chứ anh hay quá, có nghĩ được cách nào không? Trời ơi, anh đó là quá chỉ cách mà chẳng qua là sợ em không chịu thôi. Nè, anh nói cho em nghe. Bây giờ theo anh là em phải nghe lời của ông ngoại đi.
Trời ơi, bây giờ ở bên làm concert á, mới gọi cho anh kêu là đặt cọc mà mình đâu có tiền đâu, thấy không? Bây giờ chỉ có cách đó là mình xuôi theo chiều gió, mình nghe lời của ông ngoại, làm hài lòng ông ngoại trước đi. Anh nói chi vòng vòng rồi cuối cùng cũng dẫn vô chuyện đó hả? Còn anh không thấy anh Hạnh đó kìa, nó kiếm chuyện với em hả? Nghĩ tới chuyện cưới hỏi là thấy không được rồi. Cưới hỏi gì? Hàm cưới quá, ai kêu cưới? Chưa có nói xong, em không bao giờ mà để cho anh nói trọn vẹn hết trơn á. Anh kêu làm hài lòng ông ngoại ở đây á, có nghĩa là bây giờ là ông ngoại ông muốn tụi em lấy nhau thì em giả bộ em gật đầu đồng ý thôi. Ủa gật đầu là một chuyện, còn cưới được hay không là một chuyện khác, đâu phải gật cái là cưới được liền. Trời ơi, con cháu mà dùng từ lừa gạt có hiếu ghê luôn á. Không phải là lừa gạt, mà ý ở đây á là giống như là đầu tiên á là em phải làm hài lòng ông ngoại, để ông ngoại ông thấy em ngoan hiền dễ thương nghe lời mình, không là ngoại sẽ lần lần sẽ ủng hộ cho cái việc mà em đi hát, thấy chưa? Bên cạnh đó là mình cũng làm hài lòng Hạnh luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu như em không làm hài lòng Hạnh là Hạnh mất công mà chạy ra chạy vô đi qua thọc mạch với ông ngoại, cứ đốc thúc vô cái chuyện mà mình về đây mà dụ lấy tiền làm live show, hiểu không? Là nhiều khi ông ngoại ông nghe ông bực lên rồi bể luôn tùm lum tà la. Cho nên bây giờ một lúc là mình bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn luôn, hiểu không? Trời, gì mà cũng có lý. Anh nói chuyện là phải gọi là quá có lý, cho nên anh mới làm quản lý của em chứ không phải cũng. Sao? Được không? Yên tâm, yên tâm. Có anh ở đây, người quản lý tài ba của em ở đây làm gì? Bây giờ em chỉ cần nghe lời anh thôi, hiểu không? Rồi tất cả mọi thứ bục tay anh sẽ dàn xếp, rồi hạ hồi phân giải, giang sơn này sẽ là của em, yên tâm đi. Bữa nay mà đang nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy. Thì mới bữa coi với đại ông cự á, rồi mà công nhận bộ phim nó hay dễ sợ luôn nha. Coi xong cái anh nhiễm luôn, hay chà. Đó, cười vậy phải vui không? Ok. Nhưng mà em nghĩ được không ta? Mới cười cái xong rồi cái chuyển qua cái lo lắng nữa. Được hay không thì mình làm rồi mình mới biết, hiểu không? Mình phải có tiền làm live show. Không, live show là phải dành cho những ca sĩ mà tên tuổi nổi tiếng rồi. Phải dùng đúng là mini concert. Đó. Vì concert, vì tương lai của chúng ta. Em sẽ cố gắng. Trời, cố gắng mà giọng buồn quá là biết thất bại rồi đó. Em sẽ cố gắng. Hơn nữa coi. Em sẽ cố gắng, được chưa? Thôi mà tới đi ngủ. Bỏ tay, để vô ngủ. Mẹ. Ê. Mẹ hết hồn à? Con tặng mẹ nè. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn có nhiều sức khỏe bên cạnh tụi con nha. Trời ơi, còn nhớ sinh nhật mẹ hả? Sao không nhớ, ngày trọng đại vậy mà sao không quên được. Đây món quà con tự làm nè. Trời ơi, con nhớ là được rồi, còn bài vẽ làm chi vậy? Có gì đâu. Cái này là có con phụ con gói nữa đó nha. Con cũng chúc thím là sinh nhật lúc nào cũng yêu đời, vui trẻ khỏe, mãi mãi là tuổi 18. Cảm ơn con. Dạ. Nhưng mà cái này mới là món quà nhỏ thôi, con còn món quà bự hơn nữa để dành cho mẹ. Thiệt hả? Quên nữa, mẹ có chuyện này muốn nhờ con nè. Chuyện gì? Bữa nay mẹ nhờ cái gì con cũng làm hết. Bữa nay á, con Hạnh nó bị đau răng khôn, nó xin phép nghỉ ở nhà. Mẹ con nấu miếng cháo kìa, lát nữa con đem qua bển cho nó, rồi tiện thể chăm sóc nó để tăng thêm tình cảm nha. Cái gì mà chăm sóc cho Hạnh nữa? Đúng rồi, trời ơi, cái đây là cơ hội ngàn năm có một đó nha. Con gái mà đang bệnh nha, là tự động người ta sẽ rất là tủi thân và thấy yếu lòng. Mình phải nhân cái cơ hội này mình đem cháo qua. Không những đem cháo qua mà em còn hỏi là em đút cho Hạnh ăn luôn. Đó, như vậy nó mới hâm nóng lại tình cảm. Rồi biết đâu á, Hạnh sẽ có ấn tượng tốt về em, cho em 10 điểm. Cái gì mà hâm nóng tình cảm, nói chuyện nghe nổi da gà luôn á. Nổi da gà gì? Con nhỏ đó hả, nó bỏ vô lửa không thấy gì á, chứ ở đó mà quan tâm chăm sóc. Trời đất ơi, cái thằng này ăn nói gì kỳ cục vậy hả? Trời đất ơi, thằng Thắng nó nói đúng rồi đó. Con gái người ta dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì những lúc như vậy nè vẫn rất cần có một bàn tay chăm sóc, rồi một sự hỏi han quan tâm chia sẻ, hiểu chưa? Nhưng mà con thấy đau răng á, đi gặp nha sĩ thôi là được rồi, có cần phải chăm sóc kỹ càng mức vậy đâu. Trời đất ơi, con không nhớ hả? Con Hạnh từ nhỏ đã rất sợ đi khám răng rồi, cho nên bây giờ nó thà ở nhà chịu đau chứ nhất định không chịu tới gặp nha sĩ. Bây giờ mẹ không có nói nhiều nữa, mẹ nấu cháo xong hết rồi đó, lát nữa đem qua bển cho nó giùm mẹ. Nè, cái vụ này mà làm không xong á thì đừng có mong ông ngoại bỏ tiền ra cho con để tổ chức buổi diễn nghe chưa.
vô lo tút tát lại nhan sắc đi rồi đem cháu qua bển để nguội bây giờ. Nhưng mà không có nhân nhĩ gì nữa hết á, bây giờ là mình phải vì tương lai của chúng ta, vì con sệt, cố lên đi vô bút cháo đi. Chết con ngồi chơi. Ở đằng xa là tao thấy cái dáng mày chạy vô là tao biết có chuyện gì rồi. Ví dụ gì vậy? Ai chết? Bà Hoa. Gì? Bà Hoa cháu lòng. Sao chết? Bà không có chết. Chứ ai chết? Bà trốn nợ đi luôn rồi tiếng. Liên can gì tới cái nhà này mày vô báo tin? Có gì? Con cho bà mượn tiền giờ bà trốn, bà mang tiền con theo luôn rồi tiếng. À, té ra là mày cho mượn tiền, mày giấu vợ mày phải không? Mày giấu con mày luôn phải không? Vừa. Tí ơi, tí giúp con tí ơi, chứ vợ con mà biết cái chuyện này là bà xử con luôn á tía. Không mày, có sức chơi có sức chịu. Thôi mà tía giúp con đi. Bu ra. Ủa mà ba cho mượn tới nhiêu tiền lận? 200 ngàn. Trời ơi, có 200 ngàn mà tao tưởng mày bán hết cái gian sang này mày cho bà mượn chứ. Mày làm quá à, kìa. Ủa tía, 200 ngàn cũng là tiền, vậy cũng mua được vài xì rượu, 3-4 con khô, cũng có một bữa tiệc ngon lành đúng không tía? Mày tính nhậu không à mày? Nhậu chứ, nhưng mà bây giờ con coi, bây giờ cái điều quan trọng là tía phải giấu vợ con, đừng cho vợ con biết, vợ con mà biết là chết con luôn á. Có sức chơi có sức chịu. Gì? Đang bàn tính gì đó? Ồ, nói vậy bà xã nghe hết hả? Ừ. Nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi nghe hết trơn rồi đó. Cái này là ý trời rồi. Ý trời chứ không phải ý ba nha con. Vợ nó biết hết rồi thì tôi xin lỗi vợ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn gì vậy? Thì tôi mới vừa nghe mọi người bàn bạc là tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đúng không? Trời ơi, muốn giữ bí mật chứ gì? Được rồi, muốn giữ bí mật thì tôi để cho giữ bí mật. Bây giờ tôi đi chợ nha. Mọi người ở nhà tiếp tục bàn bạc vui vẻ đi ha. Ủa tía, vợ con có ngày sinh nhật hả tía? Tôi nhớ hồi xưa nhạc mẫu mày cúng thâu nôi nó cũng trạc thời điểm tháng này nè. Thôi đúng rồi, bữa nay là sinh nhật của mẹ á ba. Chết rồi, vậy là mình phải tổ chức liền cho bả, chứ không mà không tổ chức cho bả là thôi là tháng này coi như là tía con mình ăn cháo không có tía. Bây giờ sao ba? Giờ mình làm tiệc luôn á hả? Chứ sao nữa, trời đất ơi, bả ra bả nghe kiểu đó rồi không làm tiệc, bả về bả giận một cái là có chuyện lớn luôn á. Hay là bây giờ con có ý kiến vậy đi, ba với ông ngoại ở lại tổ chức sinh nhật cho mẹ. Giờ con tới giờ đi học thêm mà con đi học thêm cái nha. Ê, trời ơi là trời, con phải ở nhà phụ ba phụ ngoại chứ, con đi rồi ba với ngoại biết làm gì vậy? Chưa thì nó đi mua bánh kem đi, không có bánh kem mua bánh thẩn cũng được. Trời ơi, tự nhiên giống như con tía, giống như là con nuôi vậy trời, xong rồi thái độ kỳ vậy. Thắng. Dạ. Đi đâu mà sửa sạn cái áo màu hột é vậy? Trời ơi, nhưng mà ông ngoại thấy cái áo này con đẹp không? Đẹp gì? Ông ngoại sao chứ, cái này là mốt của con bây giờ nha. Đi đâu vậy? Dạ con chuẩn bị về thành phố. Con giờ con ăn đám cưới của bạn con. Ê. Hey, dạ. Không được đâu. Sao vậy? Bữa nay sinh nhật của thím mày á, về sao được? Phải ở lại đây tổ chức sinh nhật, ăn sinh nhật chung gia đình nó vui. Nhưng mà tại vì đám cưới của bạn con thân dữ lắm cho nên không đi không có được. Ở đây thân bằng bạn mày không? Thì bây giờ vậy nè, bây giờ con tranh thủ con cho kịp chuyến con về trên đó, con vô con đưa tiền thôi, con khỏi ăn cũng được nữa. Sao mà con vòng về đây con ăn sinh nhật chung với nhà mình? Trời ơi, tính lời lỗ thiệt hại, có thiệt không? Thiệt đưa tiền không ăn không? Thì ăn một chút xíu. Thôi con tranh thủ con đi nha. Đi. Yên tâm, con về là con sẽ mua quà tặng cho thím. Tranh thủ nha, nhớ về nha, nhớ về nha. Nhưng mà con đủ đẹp trai chưa? Cũng tạm tạm. Trời ơi, mệt. Cái áo này mà đẹp. Cái áo đó mà đẹp gì? Màu thanh long quá lứa đó. Hay là kêu anh hai về phụ đi ba với ngoại. Đúng rồi, phải kêu người phụ chứ. Dạ. Nên hai đứa tụi con không được đụng tới thằng Đức bây giờ, bởi vì nó đang thực hiện một cái việc rất là hệ trọng. Tía và ông ngoại không muốn ai quấy rối nó hết trơn, hiểu chưa? Ủa, sáng giờ con có thấy anh làm gì đâu ta? Nghe nói đau răng mà không nghỉ đi làm gì vậy? Tôi đau răng chứ không có đầu tay. Tôi không làm á, chắc ông qua đây ông làm giùm tôi hả?
cháo đi. Gì đây? Đừng nói ông bỏ thuốc độc vô ông đem qua mất tôi ăn nha. Tối ngày cứ nghĩ xấu với tôi. Mẹ nấu á, chứ tôi không có nấu đâu. Cháo còn nóng luôn nè. Gì vậy? Ăn đi. Tự nhiên bữa nay lạ lùng vậy? Ăn đi, hay là muốn tôi đút nữa? Ăn thì ăn. Gì vậy? Làm gì chụp hình tôi? Bỏ hết tôi hả? Ừ, tôi chụp vài tấm hình về nhát chuột. Chuột con mắt ông á. Làm như tôi không biết hả? Ông chụp hình về báo cáo Thím Ngọt cái gì? Hay quá, chỉ có mình bà mới hiểu tôi thôi. Sao không ăn nữa đi? Không ăn nữa, ăn vô đau thêm. Nhớ lại á, mấy ngày nay ăn cháo không ngán quá. Vậy muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho. Trời, ông đưa dây điện hả? Trời ơi, bữa nay tốt kỳ cục vậy. Thì hồi đó tôi hụ bà, thì bây giờ tôi kiếm chuyện tôi bù đắp lại cho bà thôi, chứ có gì đâu bất ngờ. Trời đất quỷ thần ơi, mày phân công tao thổi hết ba cái bịch nện lát chắc tao đột quỵ, tao chết quá luôn mày kìa. Ôi trời, tía đừng nói gì có hù nữa tía. Rồi từ cái đám sinh nhật trở thành cái đám ò e cháo khuya nó mệt lắm nha con. Cái gì vậy? Con không biết sao giờ này con ngồi cắt mấy cái này luôn á. Đáng ra sớm giờ con đi bắn chim với mấy đứa trong xóm rồi. Đi hoài, lo phụ ba làm đi. Trời ơi là trời, bây giờ hai người không làm, người ai làm? Có mình con làm sao được. Tía, tía coi con cắt gì được chưa? Con coi lại đi. Cắt cái gì, cái chữ mà giống như hình con dao vậy. Như đây nè, chữ H vậy, rồi chữ A vậy, đều không? Con nó nói là con không biết cắt mấy cái này mà. Gái mà thiệt, mấy cái chuyện này đáng lẽ tụi bay tỉ mỉ tụi bay làm chứ sao mà mày cắt không được hả Châu? Tía, tía làm nhanh tay một con chút xíu. Tao đang thổi nè. Ủa mày tưởng tao già tao hơi tao nhiều lắm hả? Hơi để tao thở tao sống chứ đâu phải hơi để thổi bông bóng. Đầu dây mối nhợ cũng mày không đó. Ủa sao con? Trời đất ơi, năm nào cũng bày đặt làm sinh nhật. Làm giờ nó quen rồi mày thấy không? Con cũng đâu có muốn tía. Hồi đó con làm sinh nhật chủ yếu là lấy lòng bà cho bà vui thôi. Nhưng có ngờ đâu bà khoái. Bà khoái bây giờ bà bắt năm nào cũng phải tổ chức sinh nhật cho bà. Trời ơi là trời. Mọi người làm ơn thông cảm cho con đi, coi như là cái sinh nhật này mình làm cho có nghĩa vụ thôi. Hiểu không? Chứ con ức lắm chứ. Giờ tía cứ nghĩ đi. Nhớ không? Nhớ không? Có một năm. Ồn ào đáng nói chuyện tí. Có một năm chúng ta không nhớ để làm sinh nhật cho bà. Mình bị cái gì? Mình bị cái gì? Bị bỏ đói. Bị ăn cơm với muối. Ba. Đúng không? Cái đó là cái gương để cho chúng ta đừng bao giờ quên cái ngày sinh nhật của bà. Coi như mình làm cái này là gì? Vì trách nhiệm thôi, chứ thực sự trong lòng không vui. Nhưng mà tính ra là vợ con cũng quá đáng đúng không? Nếu như mà bà biết điều á, bà thấy là gia đình mình làm chẳng qua là chỉ là giống như là làm cho có thôi, thì tự bà phải nói là thôi tôi không cần sinh nhật. Bây giờ có bà ngay đây con vẫn nói điều đó. Chứ không phải là tía thấy tía với lại con của con làm vậy con cũng xót lắm. Nhưng mà vì trách nhiệm thôi phải làm, vì không muốn ăn cơm với muối phải làm. Chứ không phải bà, này bà vô đây bà ngồi bà. Hả, gì vậy bà? Sao? Nghĩa vụ hả? Có đâu. Nói vậy mấy bữa tiệc hồi đó vợ ông tổ chức cho tôi đều là vì nghĩa vụ thôi đúng không? Không có đâu bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Nếu mà không muốn làm thì nói. Tôi đâu có ép phải làm cho bằng được đâu. Mà cứ làm gì? Rồi bây giờ thằng này thằng nọ với tôi. Tía nói gì đi tía. Nói gì? Tao ra hiểu cho mày. Súp lê quá trời luôn. Mày nói như là tên bắn tao cả không có được. Nói tại tía. Thôi mà, thật sự là cho tôi xin lỗi nhưng mà bà, tôi không có ý đâu. Ôi, đúng rồi đó mẹ. Bữa nay là ngày vui á, mẹ đừng có buồn nữa. Mất vui. Thôi đi. Tôi hiểu ý của mấy người hết rồi. Không làm sinh nhật thì thôi. Uổng công tôi lo mấy người vất vả, cho nên chạy ra chợ mua nước sâm về để tiếp sức cho mấy người nè. Thôi mà, ý tụi tôi không phải vậy đâu mà. Ý của
ông là vậy đó chứ còn gì nữa. Dẹp hết đi, dẹp hết đi. Nhìn đi, hồi nãy bà sợ quá, bà quấu cái tay tôi nè. Như vậy chưa đủ đền bù cho bà hả? Tôi báo quá hả? Vậy thì bà đánh giá mấy sao cho cái màn bù đắp này của tôi? 3 sao, 4 sao gì đó. Thôi mà, xin lỗi mà, trời ơi là trời. Bà biết tôi rồi. Tôi nói vậy thôi chứ thực sự trong bụng tôi thẳng như quật ngựa, tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Trời ơi, thiệt chứ. Dần thì dần, má thương thì thương. Dần thì dần, má thương thì thương. Hey, hey. Dần thì dần. Thôi, 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 thôi. Khó coi quá, có nhịp nhàng gì hết trơn. Tại sao vậy hả? Tôi dặn ông biết bao nhiêu lần rồi. Trước khi giặt đồ là phải phân loại ra. Đồ trắng để riêng, đồ màu để riêng. Nhưng ông gom vô một đống vậy. Trời ơi, ông lớn rồi đâu phải ít 3 tuổi đâu mà không biết. Nhờ có chút xíu chuyện cũng không xong nữa làm sao. Ủa bà gì? Cứu ông em. Thường ngày là giờ này tí đánh cờ. Hai tướng chết rồi, giờ không có đánh cờ được. Không phải đâu. Cái này á là bữa nay chắc là gây lộn với chú Cự rồi nè, cho nên mới không đi đánh cờ đó. Nè nè, tao cấm nha, tao cấm nha, tao cấm từ rày sắp tới trong cái nhà này không được ai nhắc tới chữ cờ cư nặng cự nha. Tí mới nhắc luôn đó. Chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cũng cảm mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung chỉ riêng, cho một cung chỉ riêng. Yeah, yeah, yeah.